Hello, xin kính chào anh chị quay trở lại với kênh chương nha. Kính chúc quý chị có một ngày bình an, vui vẻ và có những phút giây xem video thật sự thoải mái và chọn được cho mình chiếc xe thật sự ưng ý và chất lượng nhất nha. Nếu như anh chị đang tìm chiếc xe đời cao trong tầm giá 400 để gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh cũng khá là hợp lý và chi phí bảo dưỡng rẻ thì đây là một sự lựa chọn rất đáng cho chị cân nhắc nè. Đây là Hyundai Accent số sàn đời 2020. Xe này vừa về luôn anh chị. Em quay liền cho anh chị xem luôn, chưa kịp lột tem luôn kìa. Xịt sơn phát là quay liền cho anh chị xem luôn. Xe gần như là không trầy xước gì luôn á. Chủ xe đi giữ khá là kỹ đó. Đây, mang đi xe màu trắng biển số tỉnh nha anh chị. Accent là đèn này đèn bi luôn nè anh chị. Đèn này đèn tự động luôn á. Tự động bật tắt luôn và có mí LED. Đó, để em điều vòng tổng thể cho anh chị xem ha. À, cái mâm này chưa sơn nè. Đó, cái mâm còn cái chấm giấy đúng không? Cái tem này thì mình thích thì để, không thích thì gỡ ra nha anh chị. Rất là đơn giản. Ồ, xe mới đăng kiểm luôn, tới tháng 4 2025. Anh chị đi thoải mái. Vừa về chưa kịp lột tem luôn, quay liền cho anh chị xem. Cái dàn mâm này nó còn mặt giấy hết luôn anh chị. Phía sau là có cảm biến, có cam lùi. Có cam lùi của Accent để đánh theo góc lái luôn á. Mình dè xe sẽ an toàn hơn. Đây, mở cốp cho anh chị xem. Accent này doanh số bán đỉnh luôn, luôn nằm trong top xe bán chạy nhất luôn. Gọn gàng, tiết kiệm. Accent thì chi phí bảo dưỡng rẻ anh chị. Với lại đại lý của Hyundai á, giờ này trải dài khắp cả nước nên sửa nó cũng rất là đơn giản. Đó. Ghế là lên ghế da rồi. Đó. Tùm tất có cửa gió hơn ghế sau làm mát nhanh. Nói chung là xe này ngồi cũng gọn gàng đó chị, thoải mái, không hề chật ha. Đó, ở đây là có trần được bọc luôn rồi, đèn, có màn hình, có map chỉ đường luôn, bản đồ. Đây, gọn gàng. Ông xe này đi gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh cũng hợp lý. Màu trắng nữa, màu trắng này ngày nghỉ anh chị đi chạy xe hoa, chạy xe cưới thôi, nó cũng hợp lý. Ra tiền. Đây, có Sparky nè. Đó. Vừa về thì nó còn hơi bừa bẩn tí xíu anh chị thông cảm nha, nhưng mà lúc giao á nó còn sạch đẹp hơn nữa, tại vì bên em chưa dọn rửa. Nhưng mà cơ bản cái xe nó cũng khá là đẹp anh chị, rất là mới. Đâu có gì đâu, xịt sơn phát vệ sinh nội thất cái là long lanh. Đây, xe làm bánh được 52.000 km thôi, tính ra mỗi năm chạy có mười mấy nghìn cũng hợp lý nè. Có cân bằng điện tử nè, cân bằng điện tử mình đi sẽ an toàn hơn, đỡ trượt. Đây, đèn tự động, gạt mưa tự động. Và xe số sàn có Sparky luôn nha. Đây có bản đồ chỉ đường nè. Đó, tiện dụng không? Đó. Có cam lùi nè. Cam lùi nè, cam lùi đánh theo góc lái luôn anh chị. Đó, cần số đó. Nói chung là xe thì cũng khá là tương đối. Và thiết kế vậy là quá ổn rồi. Lên quanh 400 triệu mà có em xe gọn, thiết kế đẹp. Hợp lý. Đây nội thất nè anh chị. Đó. Nói chung những cái vết dơ thì bên em sẽ vệ sinh lại ha. Quan trọng bây giờ là xem cái chất xe mọc như thế nào. Quan trọng là chất lượng xe anh chị, máy móc khung gầm hộp số. Còn cái dơ hay là cái trầy xước thì nó rất là đơn giản, 1 phút 30 giây là xong. Để mở khoang máy cho anh chị xem nha. Dạ đây, máy xe này anh chị. Xe này chủ xe người ta chăm sóc đều á, nên cái máy xe lúc nào cũng sạch bon à. Về xịt sơn phát là mới tinh. Mấy cái mặt giấy nó còn nguyên hết nè anh chị. Máy của Accent thì nó khá là êm. Đây, ghi sát vào cho chị xem cái tiếng máy nè. Đó, máy nổ. Jacora đang quay. Máy nổ từ đầu giờ luôn á, em đang nổ máy lạnh á. Đó, chất lượng thì chắc chắn đảm bảo tuyệt đối rồi. Xe thì bên em bán có cam kết bằng văn bản công ty rõ ràng cho anh chị. Máy hợp số chưa từng đại tu, không đâm đụng, không thể kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng hết. Đó, 100% xe bán đều đủ điều kiện để sang tên. Không bao giờ có một chiếc xe lỗi đâu, nên anh chị yên tâm ha. Rồi, xe này bên em đang bán với giá là 408 triệu thôi. 408 triệu Hyundai Accent số sàn đời 2020. Xe làm bánh được 52.000 km. Rồi, anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha, qua số điện thoại là 0972 608010 hoặc là 0707 272707. Rồi, cảm ơn chị xem video nha. Anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha. Và em cũng đang cần mua thêm nhiều xe về phục vụ anh chị có nhu cầu. Nếu anh chị đang có nhu cầu bán xe hoặc là biết người quen để bán xe, giới thiệu giúp em nha. Xe không đâm đụng thiếu kích, giá cả hợp lý thì em sẽ thu hết. Rồi, cảm ơn chị xem video nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Bye bye. All I wanted.